Ui, cho anh mượn cái kính. Đây, đây, đeo vô để kiểm soát chứ không không thấy đường. Ủa? Ủa? Cả nhà đói bụng chưa? Nếu mà đói bụng rồi thì mời cả nhà cùng ăn lẩu tự sôi với Phương nha. Inbox một cái phần lẩu tự sôi do vợ Phương đặt. Ta-da! Phần lẩu cho một người ăn như vậy mà tới 100 mấy. Một cái giá phải trả rất là mắc đó mọi người. Mình đang tò mò không biết là cái lẩu này là vị gì nữa. Chứ Trung Quốc không à. Có kinh nghiệm ăn lẩu một lần rồi. Bây giờ thì cứ sẽ tương tự vậy thôi. Một gói mì, bịch thịt. Ở dưới này, ồ, có thêm đồ dưới này nữa. Một cái chắc là bịch thịt hoặc là bịch sốt. Muỗng đũa. Nước sốt. Một gói hình như là kỷ tử với lại táo đỏ và một bịch dùng để làm nóng nước, sôi nước. Khi mà mọi người ăn cái lẩu này, mọi người hết sức là để ý cẩn trọng trong cái việc mà chúng ta chế nước vào trong cái bịch này nha. Chúng ta cần phải đọc kỹ hướng dẫn cái bịch này trước khi mà chúng ta chế nha, để giảm sự nguy hiểm, giảm cái sự văng nước nó vào mắt, vào mặt, vào người mình nha. Cái thường thường là nó sẽ có một cái ranh giới, một cái mực nước để cho chúng ta sẽ đổ nước vào tới cái ranh giới đó thôi. Sao trong này không thấy ta? Cái mì này mình không thấy mọi người. Mì này với vị là hai đi lao, bao tử, tiêu, 169 ngàn. Nước nguội nha mọi người. À, không phải là nước suối đâu. Phương bơm ở trong cái giò nước vô á. Lại mới đun nước. Đâu cần. Ủa? Lẩu tự sôi mà em đun nước làm gì? Ủa vậy hả? Đun nước Trời sôi đất ơi. Vợ tôi ơi. Nếu mà đun nước sôi thì đâu cần phải dùng gọi là lẩu tự sôi nữa. Mình sẽ đổ cái lượng nước vừa phải, hình như là tới cái chữ trong này mọi người. Nếu là cái loại mì khác thì nó sẽ có một cái vạch hoặc là một cái mũi tên để chúng ta chỉ cần đổ nước vào vừa tới cái vạch là đủ. Thì trong này nó có một cái dòng chữ, Phương nghĩ là mình sẽ đổ ngang cái dòng chữ đó. Chế sẵn mì rồi nêm hết gia vị vào trong này đã. Rồi sau đó là chúng ta bỏ cái bịch nó vô, cái là mình để mì lên liền chứ không là nó sẽ bị đợi lâu rồi nước nó sẽ sôi lên, nó sẽ văng lung tung. Miếng không phải là mì. Nhưng mà một miếng vậy rồi vợ chồng ăn có lục đục không? thì em ăn thôi. Ồ, trong một cái bịch nhân như vậy thì nó sẽ có bắp ha, có bao tử, rồi có nấm, có cái sợi vàng vàng giống như là đông trùng hạ thảo vậy mà không biết phải không nữa. Mới có thịt không ta? Tò mò quá. Còn cái bịch này thì mình nghĩ chắc là bịch thịt rồi. Ồ, Bây giờ lấy vị bọng ừ, mình nha. cũng khá là thơm. Mình sẽ cho thêm vài quả táo đỏ vô. Rồi, vừa thôi nó sôi nó tràn ra ngoài đó. Đây là một phần lẩu bao tử tiêu cay, lẩu tự sôi. Đó, mọi người cho vào trong này nha. Rồi sau đó thì mọi người sẽ cho cái tô lẩu của mình vào nha. Đậy nắp lại và ngồi đợi cho nó sôi thôi. Ui, cho anh mượn cái kính. Đây, đeo vào để kiểm soát chứ không không thấy đường. Nóng hổi luôn. Sôi rất là nhanh nha. Rồi hết Bây giờ rồi, mình ăn hết mình rồi, phải hết rồi, hết ăn. rồi, hết rồi. Ủa sao nó Chưa sôi? đâu, chưa Từ từ đâu. để coi thử là nước nó ở trong nó có sôi không. Ồ, nó sôi, Nước sôi không? Nước lẩu sôi không? nước lẩu chưa sôi, chưa đủ đạt độ sôi đâu, nó đang làm nóng cái nước đó đã. Mọi người không nên mở trong lúc nó sôi như vậy nha, chẳng qua mình tò mò mình mở cho mọi người coi thôi. Ủa, sao nó sôi quá trời, cái nước sôi mà cái nước ở trong này không có sôi lên ta. Ra Bình sao nó phình nha mọi người. Đó ấy? đó Đừng, nó ngu quá à, nó đổ hay sao? Đừng. Sao mà lì vậy ta? Ghê 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 vậy. Anh ơi. Dậy đi. Khói dường như cũng không còn luôn rồi. Ồ, không biết ăn có được không đây. Ủa, cho hai cái này để làm gì ta? À đây cái đầu nó gắt đó. Mẹ anh mở ra một một À, con hay hay, cũng hay. cua Sẵn đây thì mọi người mình có ăn cái này thì rút kinh nghiệm nha. Mình nên bỏ miếng vào sau cho nó chắc đi. Chứ mình thấy là mình bỏ ngay từ ban đầu thì nó rụt. Ủa nhưng mà không đúng. Người ta cũng nói là trong hướng dẫn người ta cũng nói là bỏ ngay từ ban đầu luôn mà. Thôi từ từ đi. Cái chuyện chính hay không tính sau, mình thử nước coi nó có ngon không nè. Nước ngon này mà sao cảm giác nó không nóng ta? Hay là nấu lại ta? Có nên nấu lại không em? có được. Thôi bây giờ mình phải chọn phương án là nấu lại thôi mọi người ạ. À. Sau gần 20 phút trôi qua mình cảm giác là nước này nó không sôi luôn á. Mình cứ sợ sợ sao á. Sợ là mấy cái đồ lòng cái gì nè nè. Nó không chín á. Cái này là lẩu tự sôi chưa?
Hả? Cái này lẩu tự sôi dữ chưa? Ồ, nở thấy cũng nhiều nè. Nói chung là mì chính mà. Mình nói mì chính được là được chứ sao đâu anh. thì mì chín đúng rồi, nhưng mà quan trọng cái đồ ăn kia mình không sợ nó, mình sợ nó không chín, nước nó không sôi, nó không chín. Ừ, cũng Cái đúng đồ ha. kia mình không biết đồ tươi hay đồ gì chứ. Trời. Vậy là người ta quảng cáo đúng rồi đó. Tự sôi đúng rồi, nó tự sôi chứ không ai nấu cho nó sôi. Ê, nước đâu hết trơn nè. Nhưng mà nó không tự chín được thôi. Ê, nó rút nước hết rồi anh. Ồ. Cái nước ở trong này nó rút hết, nó rút nó bốc hơi. Bốc hơi á. Mình mới ngẫm ngẫm mình thấy nè, đó, nấu trong vòng khoảng chừng 15 phút. Nhưng mà mình nấu là gần 20 phút, 17 18 phút, nhưng mà mì nước thì nó vẫn không sôi, nhưng mì thì bị rục. Đó, do đó là nếu mà làm theo dưới hướng dẫn của người ta bỏ hết tất cả vào trong này luôn, ngay cả mì ban đầu luôn á, thì mình nghĩ rằng là 15 phút thì mì cũng sẽ bị rục. Nên chắc có lẽ là mọi người nếu mà có ăn mì này thì mình sẽ chỉ nêm gia vị này kia vào trong nước thôi. Còn mì thì mình hãy đợi khi nào mà tầm 15 phút ấy, nó giảm cái độ sôi rồi mình bỏ mì vào trong mình đậy nắp lại. Đói bụng mà ăn mì tự sôi kiểu này chắc chắc quạo trong người quá. Ngồi chờ nó tự sôi không mất cha 15 phút rồi. Rồi thêm nó không chín là thêm cái phần run rẩy nữa. Rồi xà quần chắc hết nửa tiếng rồi đó. Cũng nói chung là rất là thơm ngon. Chỉ có điều là mình sẽ ăn bằng một cái phương thức nó hơi khác biệt một xíu cho nó đảm bảo theo cái nhu cầu cá nhân của mình thôi. Cả nhà đói bụng chưa chứ Phương thấy đói bụng lắm rồi. Xin mời cả nhà cùng ăn mì lẩu tự sôi với Phương nha. Miếng cũng ngon á, mềm. Lẩu bao tử, cho nên là mình phải ăn bao tử. Cũng khá là ngon mọi người. Ok nha. Vị này ngon nè, vị này dễ ăn nè. Với lại cũng sẽ phù hợp cho những ai mà không ăn cay được, mình ăn vị này ok nè. Vì cái sự tiện lợi của nó tự sôi trong những lúc mà chúng ta nhà cấp điện không thể nấu được nước sôi chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn trải nghiệm một cái phần lẩu như thế này, thì mình đánh giá trung bình là 7 điểm rưỡi cả vị cả giá, dĩ nhiên là theo quan điểm cá nhân của Phương. Tuy nhiên về cái tuy nhiên về cái kiểu tuy nhiên về cái phần mà cái lẩu tự sôi này nó không có làm nước ở bên trong nó sôi lên để cho mình cảm giác an tâm. Khi mà nước nó chín rồi thịt nó chín, nói chung là tại vì mình thấy là nước nó không sôi nó làm cho mình cảm giác hơi hoang mang lo lắng, thì mình trừ nó nửa điểm thanh lịch. Về tổng thể tất cả mọi thứ lại, mình sẽ chấm cho cái em mì này là 7 điểm theo quan điểm cá nhân của Phương. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.